Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay tối ngày 25 tháng 8 năm 2020 và bây giờ thì cũng là hơn 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về để ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem với lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu của sản phẩm các bạn là sản phẩm Samsung Note 5 nhé. Đây. Samsung Note 5. Đây. Samsung Note 5. Thì là con này thì là máy màu hồng. Hình thức là máy đẹp là 90% các bạn nhé. Samsung Note 5. Máy màu hồng. Hình thức là máy đẹp là 90% đấy các bạn. Samsung Note 5 đây. Đấy. Máy màu hồng, hình thức là đẹp 90% các bạn nhé. Đây Samsung Note 5 đây. Đấy. Con này mình sẽ xem là mình sẽ nói sơ cua qua về cấu hình con này. Con này là của nó là RAM 4GB nhé. Này. RAM 4GB, bộ nhớ trong con Note 5 này là 64GB. Đấy, RAM 4GB này. Đây các bạn ạ, RAM 4GB nhé. Đấy, hiện thông hiểu. RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Màn hình con này là màn hình 5,7 inch, độ phân giải màn hình của nó là 2K nhé các bạn nhé. Đấy, màn hình con này thì tình trạng con này thì là máy là màn của nó bị hơi bị ám một xíu nhé, ám nhẹ một xíu ạ, hơi bị ám nhẹ một xíu ạ. Đấy, Samsung hầu như con nào bây giờ thì cũng ám nhẹ một xíu rồi. Đấy, con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá cực kỳ là rẻ, 2 triệu đồng các bạn nhé, 2 triệu đồng. Màn hình con này thì là chỉ bị hơi ám nhẹ xíu một tí thôi. Bên mình đang bán bạn với giá là 2 triệu đồng, phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB nhé các bạn nhé. Đấy, Note 5 này tặng kèm các bạn một cái ốp dẻo luôn các bạn nhé. Đấy. Note 5 này các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân rất là ok nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 5 này các bạn nhắn tin hàng liền sớm nhất. Một là qua Zalo, số này mình dùng Zalo, và hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình. Đây là số chính của mình thì mình sẽ cầm số chính trong người. Và đây địa chỉ cửa hàng của mình, gần có thể các bạn cứ thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình. Và ở xa bên mình có ship nên các bạn yên tâm nhá và lựa chọn nhá. Note 5 này rất là rẻ nhá. Và hình thức mua hàng bên mình rất hình thức các bạn có thể là chuyển khoản trước và các bạn có thể chọn hình thức là nhận hàng thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng thanh toán các bạn phải cọc cho mình 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Đấy. Rất là ok ạ. Đấy. Thì theo lời khuyên của mình các bạn nên mua hàng online không, thì theo lời mình khuyên của mình thì các bạn nên đi mua hàng online. Tại vì mua hàng online thì các bạn có thể là chọn hình thức cho mình. Các bạn cứ chọn hình thức cho mình là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Bên mình có được có chọn cho các bạn là chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán nên các bạn yên tâm nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn là chiếc con này là con chiếc Samsung A10s nhé. A10s thì máy con này thì là máy đẹp keng các bạn nhé. Này. A10s con này thì máy đẹp keng. Con này chỉ thiếu mỗi hộp thôi là các bạn thành máy mới thôi các bạn nhé. Này. Chỉ thiếu mỗi hộp là thành máy mới. Đấy, còn A10s máy đẹp keng này. Này. Đẹp như là mới đây. Đấy. Này. A10s máy đẹp như là mới. Cấu hình là RAM 2GB. RAM 2GB đấy, RAM 2GB bộ nhớ trong con này là 32GB các bạn nhé. Đây. Đây, RAM 2GB và bộ nhớ trong là 32GB. Con này đã được lên Android 10 các bạn nhé. Đấy. A10s rất là sướng ạ. À, máy màu xanh rất là đẹp ạ. Đây. Còn A10s này thì bên mình đang bán với giá là 2 triệu 1 nhé. Đây. Samsung A10s bên mình đang bán với giá là 2 triệu 1, máy đẹp như kiểu là mới luôn. Các bạn thiếu mỗi sạc là các bạn thành máy mới các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A10s các bạn nhắn tin cho mình sớm nhất. Màn hình con này là hơn 6 inch, hơn pin là hơn 4000. Tai trâu tai bò rất là tuyệt vời đây. Nói chung là RAM 2GB mà nó cực kỳ là nhanh lắm. Thì A10s thêm chữ S là rất là nhanh đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A10s các bạn nhắn tin cho mình sớm nhất nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Oppo A5s đấy ạ. Oppo A5s đấy ạ. Con này thì là máy cũng đẹp keng luôn các bạn nhé. Đây máy đẹp là trên 90%. Oppo A5s nhé. Còn Oppo A5s này thì cấu hình của nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB, pin thì là hơn 4000, màn hình thì là hơn 6 inch, tràn viền, tai trâu tai bò à, Oppo A5s đấy ạ. Đấy, sản phẩm Oppo A5s này thì bên mình cũng bán cho bạn với giá là 2.100.000 nhé. Con này thì cũng là 2.1 nhé. Máy đẹp như kiểu là mới đây, các bạn chỉ thiếu mỗi hộp là thành máy mới thôi nhé. Đấy, hai camera và vân tay này. Con này A10s thì cũng hai con này để ra để là cạnh tranh tranh nhau về giá này. Hai con này thì bên mình đồng giá bạn với giá là 2.1 triệu nha các bạn nhé. Và tất cả sản phẩm bên mình thì có lỗi được một tuần và bảo hành là 6 tháng các bạn yên tâm. Và là điện thoại bên mình ấy thì là đây ạ.
Ok. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung A50s. Đấy. Samsung A50s. Đây. A50s thì con này thì là máy đẹp keng luôn nhé. Đây. Chỉ nó chỉ có bám bám các cái ốp thôi. Lưng nó chỉ bám bám các cái ốp kiểu ốp nó theo máy này. Đây. Lưng chỉ bám các ốp thôi. Máy đẹp là trên 90% nhé. Còn A50 đi ạ, đấy, Samsung A50. A50 thì các bạn cũng đã rõ rồi. Đây, A50 con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. RAM coi như là 4 GB, bộ nhớ trong là 64 GB đấy, A50 đấy. Đây. Con này cũng Android 10 nhá, RAM 4 GB, bộ nhớ trong là 64 GB. Con A50 này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.200.000 các bạn nhá. Sản phẩm Samsung A50 đấy ạ. A50 thì nó là 3 camera, 1 đèn flash. Đấy, vân tay âm màn hình này, vân tay âm màn hình này. Đấy, mở khóa khuôn mặt các kiểu ABC nhé. A50 máy màu xanh đẹp như nồi canh đấy các bạn nhé. Màu này đẹp này. Màu con màu xanh này cũng đẹp này. Con A5s này cũng đẹp này. Và con thì Note 5 này cũng đẹp nhá. Con A50 này bạn nào thích sợ bị màn hình của nó thì là hơn 6 inch. Pin thì cũng là 4000 rồi. Đây, đây màn hình đây. Đấy. Đây, nhanh lắm, RAM 4 GB thật các bạn. Chạy vù vù luôn. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A50 này các bạn nhé, hàng mình là sớm nhất nhá. Con này thì mình sẽ tặng các bạn một cái ốp luôn nhé. Đấy, A50 đây. Đấy, A50 đây. Đấy, và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì mình vừa mới về được con này là con Oppo này. Con này là con Oppo A31, A31 các bạn nhé. Đấy. A31 đây, Oppo A31 đây. Đấy, hôm nay mình vừa mới về xong. Đấy, con này màu đen các bạn nhé. Đấy, Oppo A31 đấy. A31 thì con này là phiên bản là RAM 4 GB, bộ nhớ trong là 128 GB. Con này thì là màn hình là 6.5 inch HD cộng các bạn nhé. Pin thì là hơn 4000. Còn A31 đấy ạ. Đấy, máy đẹp là 90 trên 90%. Con này thì làm khách có dùng còn vẫn còn nguyên cái miếng dán siêu đằng sau này. Đấy, vẫn còn nguyên dán siêu đằng sau này. Con này thì bên mình đang bán bạn giá là 3 triệu đồng các bạn nhé. Đấy. Chỉ với 3 triệu đồng thôi các bạn đã sở hữu là RAM 4 GB, bộ nhớ trong là 128 GB, cực kỳ là rẻ. Đấy. Năm 2020 thì mình cũng nói với các bạn rồi. Thì đồng tiền Việt Nam thì càng ngày càng mất giá. Thì các bạn chỉ với hơn 1 triệu, hơn 2 triệu, hơn 3 triệu các bạn đã sở hữu cấu hình là RAM 4 5 6 7 8 GB. Đấy, rất là rẻ các bạn nhé. Đấy. Tại vì mình khăn năm 2020 thì đồng tiền rất mất giá. Các bạn mua đồ công nghệ cực kỳ là rẻ. Đấy, còn vàng các bạn đi mua thì thôi thật với vàng các bạn thì lại quá là đắt luôn. Đấy. Các bạn biết tại sao vàng đắt không? Tại vì vàng của nó là trong nước mình Việt Nam mình không sản xuất được. Tiền trong nước mình sản xuất được nên là Việt Nam mình nói chung là sản xuất cứ ào ạt ra. Đâm vào đồng tiền cực kỳ mất giá. Còn vàng Việt Nam mình không sản xuất được, chỉ nhập được về một số lượng nhất định, đâm là vàng cực kỳ có giá mà đắt giá. Đợt trước còn lên hơn 60 cơ. Đợt này nó sáng rủa sáng còn 56 rồi. Đấy. Các bạn là buôn bán kinh doanh các bạn nên theo dõi giá vàng nhé. Đấy. Cực kỳ giá vàng rất là thích ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này, con Samsung J7 cộng. Đây J7 cộng này. J7 cộng này, đấy, Samsung J7 Plus. J7 Plus lúc thời điểm mới ra con này cũng là 6.9 triệu này. Đấy. J7 cộng con này nó bản công ty, 2 SIM 2 sóng. RAM 4 GB, bộ nhớ trong con này là 32 GB nhé. J4 Plus, con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng ạ. À J7 Plus, J7 Plus sorry các bạn nhé. Con này là Samsung J7 Plus ạ. RAM 4 GB, bộ nhớ trong là 32 GB, bản công ty 2 SIM 2 sóng. Con J7 cộng này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, chỉ với 2 triệu đồng thôi. Các bạn ấy sở hữu là sản phẩm Samsung J7 Plus đấy ạ, rất là rẻ nhé. Đấy, cho các bạn thích dùng về tặng ông bà bố mẹ người thân thì rất là tuyệt vời, tại vì Samsung thì hỗ trợ phông chữ thì cực kỳ là to các bạn nhé. J7 Bright thì hôm nay mình vừa mới về được, hôm nay tối nay mình về được mấy cây ấy? À, 4 cây, tất cả 4 cây này. 4 cây Samsung J7 Bright các bạn nhé. Này, 4 cây sản phẩm Samsung J7 Bright. Tất cả 4 con này đều là nguyên zin nhá, main zin, màn zin. Đấy, 4 con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.550.000. Đấy, hình thức cũng khá là ok các bạn nhé. Này. J7 Bright đấy. 1.550.000 nhé, rất là rẻ nhé. J7 Bright của mình của nó thì là pin thì là hơn 3.000, thì là màn hình của nó 5.5 inch. J7 Bright của nó thì bên mình là bản công ty, toàn bản công ty, 2 SIM 2 sóng, cấu hình là RAM 3 GB, bộ nhớ trong là 32 GB nhé. Đấy, các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân thì khỏi phải chê luôn.
Z7 Ride. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.550.000 các bạn nhá. Nhà mình nay về được 4 cây, 1, 2, 3, 4. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Ride tặng ông bà, bố mẹ, người thân này, các bạn nhận hàng sớm nhất nhá. Đấy, Z7 Ride. Và tiếp đến là mấy con, đây, con này iPhone 5S này. 5S con này thì là mất vân tay các bạn nhé. Chết rồi, mình quên mật khẩu rồi. Đấy, 5S thì con này là quên mất vân tay nhá. 5S mất vân tay. Bên mình thanh lý các bạn với giá là 700.000 nhá. Đấy, các bạn trông cháy nhá. 5S mất vân tay 700.000 các bạn nhá. Hôm nay mình vừa về con này xong. 5S mất vân tay 700.000 nhá. Đấy. Ngày trước mình nhớ thằng bạn mình mua con này là 15.500.000 cái lúc mà thời điểm mới ra ấy. Bây giờ chỉ với 700.000. Các bạn thấy điện thoại mất giá không? Quá là mất giá luôn nhá. Tại vì đồng tiền mất giá, đồng là điện thoại sẽ mất giá các bạn nhé. Con này là con Intech này. Intech con này thì bên mình thanh lý cho bạn với giá là gì nhỉ? 300.000 các bạn nhé. Con Intech này thì là 300.000. Đây ạ. Tình trạng thì là bị vỡ kính màn hình nhé. Dùng tất cả là chức năng dùng bình thường, chỉ bị vỡ mỗi kính màn hình thôi các bạn nhé. Các bạn mua về tặng cho cái em nhỏ xem phim, nghe nhạc hoặc là nghe gọi cũng ok nhé. Tất cả các chức năng bình thường, chỉ mỗi vỡ kính màn hình thôi. Nhưng mà các bạn vẫn dùng ok. Bên mình đang bán bạn với giá là 300.000 cho về cho các bạn xem phim, nghe nhạc, nghe gọi các kiểu, rất ok nhá, chống cháy nhá. Đấy, 300.000 chống cháy con Intech này. Đấy, 300.000 chống cháy các bạn nhá. Rất là rẻ đấy. Đấy, các bạn mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân của em nhỏ rất ok nhá. Bạn nào thích con Intech này 300.000 các bạn nhân 20 là sớm nhất nhá. Đấy. Và con Oppo này là Oppo A3s này, Oppo A3s. A3s thì con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 1.500.000 nhá. Hình thức còn máy con độ 85% này. Oppo A3s thì hôm nay mình vừa mới về được con này xong. Bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1.500.000. Con này thì là màn hình thì là hơn 6 inch. Đấy, tai trâu tai bò, pin thì là hơn 4.000 nhá. RAM con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 16GB các bạn nhá. RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB Oppo A3s này, 1.500.000 cho các bạn nhá. Đấy, Z7 và Ride thì mình đã hết rồi. Thì buổi tối ngày hôm nay thì mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ người xem tiền và tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp. Thì các bạn ưng sản phẩm nào mình các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại của mình nhé. Đây số chính của mình thì mình sẽ cầm theo người thường xuyên và đây là số phụ mình sẽ để cửa hàng và dòng giờ hành chính. Đây địa chỉ cửa hàng mình gần có thể qua trực tiếp cửa hàng của mình. Còn ở xa thì bên mình có ship rất là ok ạ. Các bạn mua sản phẩm bên mình thì lỗi đổi một tuần và bảo hành 6 tháng. Và các bạn có thể nhận hàng, kiểm tra và thanh toán nhá. Nên các bạn cứ yên tâm sử dụng nhá. Và xin chào và hẹn lại vào clip vào tối ngày mai nhá.